Mình không hiểu sao mà Honda họ có thể làm được xe như vậy cho khách hàng của mình luôn á anh em. Đó nè, nhìn đây anh em thấy nè, phần đề bi bên dưới á, thì làm led trắng, nhìn nó xịn mịn đẹp biết là bao nhiêu luôn á. Nhìn nó cực kỳ là sang chảnh luôn. Tự nhiên lên ở đây như một cái đèn halogen. Xương đuổi chắc tôi muốn bà ơi. Những cái dạng đèn halogen này thì Vinh đã nói hàng trăm lần với anh em rồi. Thứ nhất là nó ánh sáng yếu. Thì những ai cảm thấy điều này đúng thì comment bên dưới nha. Tiếp theo nữa là cái đèn này nó rất là nóng. Đó, mới mở một chút xíu quay clip cho anh em thôi mà giờ vô nó đã bắt đầu hơi hơi ấm ấm rồi nè. Đó. Thì những cái đèn mà nó vừa nóng mà vừa ánh sáng không tốt như thế này mà tại sao hãng vẫn chưa chịu bỏ nó đi mà thay bằng những cái đèn LED để cho anh em có thể dễ dàng sử dụng hơn. Thôi thì bây giờ là hãng chừng nào update thì đó là câu chuyện của hãng và những cái dòng xe ở tương lai. Còn bây giờ chúng ta chạy xe bây giờ và chúng ta trải nghiệm nó tệ như bây giờ thì chúng ta tự thay cho xe của mình thôi mọi người. Đó, thì anh khách này đã thay cho xe mình là một cái đèn 2 tầng của Zipac. Đây là cái bộ đèn sẽ dành riêng cho cái dòng xe Vision. Thì đối với lại cái mẫu đèn này á, chúng ta sẽ có hai màu. Một á, là anh em có thể lựa chọn cái màu xi bạc, nó sẽ tương đồng như là cái đèn zin. Đó, còn hai á, thì là chúng ta có thể lựa chọn cái màu đen khói này thì nhìn nó sẽ hầm hố hơn. Đối với lại cái xe này á, thì chủ cũng đã suy nghĩ và lúc mà Vinh tư vấn á, ảnh cũng tâm tư rất là nhiều. Xe ảnh là full đen cho nên là sau một hồi suy nghĩ anh đã quyết định lựa một cái đèn đen khói để cho xe của mình luôn. Thì cái đèn 2 tầng của Zipac thì họ sẽ cấu tạo nó như thế nào thì nó sẽ bao gồm là hai cái tầng đèn nằm tách biệt với nhau. Ở giữa sẽ có một cái tầng phân cách ra nè, có một cái chữ V nè. Đây là ký hiệu của cái chữ Vision nha mọi người. Zipac làm thêm cái này để làm điểm nhấn nha. Thì ở trên sẽ là code nè, bên dưới sẽ là pha, nó sẽ bao gồm là 6 bóng LED và trên là 3 bóng, ở dưới là 3 bóng nha. Đó, một cái đèn như thế này hoàn hảo, đẹp và nó sẽ ráp như zin. Thì anh em có thể coi cái mặt sau nè, Zipac làm nó cực kỳ chỉnh chu luôn, từ những cái khớp nói nè, đó cho đến cái vị trí mà để chúng ta cắm dắt điện nè, rồi cái phần ở dưới này nè, mọi thứ đều làm là như zin hết. Mọi người có thể mua đèn về chúng ta tự ráp tại nhà cũng được, hoặc là nếu anh em mà ở gần các địa chỉ của shop hai bánh bên mình thì có thể ghé qua bên shop, bên mình sẽ ráp lên xe hỗ trợ cho các bạn, hoàn toàn là miễn phí công nha, miễn phí công lắp đèn và tặng kèm thêm 4 bước chăm sóc xe nữa cho anh em, bao gồm trong đó sẽ là vệ sinh kính hậu, mặt đồng hồ, tăng thắng, tăng sơn, tăng côn và bơm bánh xe. Vậy thì những cái anh em nào mà chúng ta đang đi cái dòng đời xe Vision này á, mà cái đèn zin của mình nó yếu quá, không đủ đáp ứng nhu cầu của mình, hay là đơn giản hơn nữa, anh em cảm thấy là cái đèn này nó quá đơn giản, muốn lên một cái đèn nhìn cho nó sang trọng hơn, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái công đoạn ráp. Cho anh em yên tâm những cái gì mà Vinh nói là đèn này dễ ráp và như zin không dễ cháo. Đèn lắp lên như zin nè, đặc biệt nhất là anh em coi nè, những cái đường mí của cái đèn nè, đó là nó ôm rất là liền với lại cái phần vàng áo luôn. Nói chung là nhìn vô cái đèn này là nó y chang như là cái foam zin vậy đó. Rồi sau khi mà thay xong cái đèn đen, anh em thay mình thấy á, cái đèn đen hợp với lại cái vàng áo đen nè, cảm giác cái đầu xe của mình nó sẽ ngầu hơn. Còn về ánh sáng của xe thì bây giờ để Vinh cho anh em xem nè nha. Đó, đèn là cực kỳ sáng luôn nha. Với một cái ánh sáng được đảm bảo tốt hơn như thế này thì sẽ hỗ trợ cho chúng ta đi ở những cái đoạn đường mà thiếu ánh sáng rất là tốt. Chuẩn bị gần lễ 2 tháng 9 này nè. Đó, anh em mà có dịp chúng ta đi chơi nhiều, đi tour đồ này kia thì một cái đèn mà ánh sáng mạnh hơn, hỗ trợ tốt hơn cho cái xe của mình sẽ rất là an toàn cho chúng ta khi mà đi đêm. Và đối với lại những anh em nào chúng ta đang đi những cái dòng xe đời cũ từ Quay 206 cho đến 2024 hay là Exciter 135, 150 nè, Vision nè, và rim nè, da dép nè, các bạn mà thiếu đèn 2 tầng, ánh sáng yếu quá, đèn zin không thể nào mà chấp nhận được thì các bạn có thể ghé qua bên mình lựa chọn những mẫu đèn 2 tầng này để cho một cái độ sáng tốt hơn cho chiếc xe của mình thì đi đêm nó mới an toàn được chứ.